Dùng thật nhiều tiền có thể làm bạn sang ngân không? Hay bạn có thể tạo ra một ngôi nhà xinh xắn dù vẫn tiết kiệm? Chà, chỉ có một cách để biết được thôi. Căn phòng này nhìn hơi chán, nhưng nó trống trơn luôn. Mình có thể làm được rất nhiều thứ. Thôi, mình muốn thứ gì? Liên quan đến mình, phải thật độc đáo. Mình biết phải làm gì rồi. Phiêu, sao mình mua nhiều quá ta? Bắt đầu với cái này đi. Dán giải đèn LED này lên tường nè. Đấy, vậy là ổn rồi. Tiếp theo nè. Cuộn keo này sẽ hữu ích đây. Ngon lành, nhanh chóng thực sự luôn. Giờ đến phần hay ho rồi nè. Mình sẽ gắn vòng gòn lên băng keo. Mềm ơi là mềm, phải dùng bông phủ hết băng keo và đèn đóm nha. Cứ như thể mình đang sống trên mây ý. Bước đầu tiên đã xong, giờ lên màu nè. Cố lên. Ngon lành, mình sẽ làm tương tự với mấy cái ống xốp khác. Chút bông nè và giờ mình chỉ cần dán đầu ống lại thôi. Cuối cùng cũng xong. Em cầu vồng này xinh quá. Để ở đây sẽ hợp lắm luôn. Tớ đã thêm vài dải đèn LED giữa các ống xốp nữa á. Bắt đầu chương trình ánh sáng thôi. Hết sảy con bà Bảy. Mình phải thuê dân chuyên để làm cho yên tâm mới được. Chào, tôi cần kỹ năng của chị. Tuyệt. Ai đó đang cần cậy nhờ tài năng hội họa của tôi sao? Khung tranh kia kìa. Đầu tiên tôi cần cảm nhận kết cấu và chất liệu, hòa làm vào một với nó. Giờ bắt đầu nhé. Chỗ này chán như con rán. Tuyệt, màu sơn đang nói chuyện với tôi. Quá là hoàn hảo. Để yên cho tôi làm. Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem chị có ổn không thôi mà. Đây chính là tác phẩm tuyệt nhất đời tôi. Tôi gọi bức tranh này là con nhỏ có bờm tóc. Nhận ra chưa? Là cô đấy, thấy không? Trông mình như vậy thật sao? Ba cháy, đúng là tuyệt tác nghệ thuật. Tớ rất hài lòng luôn. Và căn phòng nhìn cũng ổn áp phết. Ôi không, sô-cô-la chảy mất rồi. Phải rửa tay ngay thôi. Rửa sao ta? Ấy, nhẫn của mình, cái mình thích nhất luôn. Mong là trong này. Hả? Sao nó lại ở đây? Ồ, hình như mình mò được rồi. Gì thế này không biết. Thôi nào. Tuyệt vời, giờ tìm nhẫn yêu thôi. Eo ơi, đừng nói là chuột nhé. Mình nghĩ ra một ý. Thế nào cũng hiệu quả cho xem. Thế này chắc là đủ rồi đó. Nối ống nước lại nào. Sau đó phủ sơn lên nữa. Mình rất tự hào luôn. Phòng ốc phải có cây vào mới xinh chứ. Vườn treo trong nhà của riêng mình nè. Thấy phòng sống động lên hẳn luôn. Mùi cũng thơm nữa chứ. Nhìn hơi tói nhỉ. Thôi đây, được đó nha. Sao phí ship cao thế? Thôi mình sẽ tự trở về. Đi lấy thôi bà con. Đây nè, sao nặng thế nhỉ? Phí ship hồi nãy coi bộ cũng hợp lý rồi đó. Đi nào. Sắp tới rồi. Ở đây luôn đi, mị không để nổi nữa rồi. Quá là xứng đáng. Phải trang trí nữa chứ. Biết rồi. Trông xinh xẻo và ấm cúng hẳn. Bóng bay nhiều chứ này. Sẽ vui lắm cho xem. Úi giời. Hay là thử cách khác xem sao nhỉ? Cứ tưởng như vậy là hay chứ. Thử tiếp nè, mình biết sai ở chỗ nào rồi. Cho bóng vào nè. Nhanh dã man con ngan. Dùng cái này thổi bóng đúng là đã. Tuyệt.
Đặt bóng ở ngay đây nè. Bóng này đằng kia nha. Giờ dùng túi chân không nữa. Nhìn ấm cúng cưng xỉu luôn. Giờ đến lượt máy hút chân không nè. Hiệu quả ngon lành luôn. Chỉ cần mua vài thứ nữa thôi. Dùng đống bìa cứng này được đấy. Ủa? Hôm nay may quá đi. Ê, sao trông chỉ ở nhà của tôi thế hả? Chạy mau. Trả tiền cho ông nè, xin lỗi nhá. Dừng lại, đồ ăn trộm. Tiền nè. Cần bìa cứng thì cứ gọi tôi nha. Mình sẽ cắt bìa cứng thành các hình dạng, nhưng phải cẩn thận nha. Thế nào cũng thể lắm cho xem. Xong. Ngon lành. Miếng này ở đây, còn đây là miếng cuối cùng. Nhìn hơi đau mông nhưng chưa xong đâu nha. Mình sẽ dùng miếng này để phủ và thêm bóng bay vào. Ngồi xuống thư giãn sau ngày dài mệt mỏi thôi. 1, 2, 3, 4. Thế mình bự bằng này. Còn sofa phải rộng bằng này. Ngon, sẽ vừa đây. Úi, ai xây kỳ vậy. Trang trí có khó gì đâu cơ chứ. Phải cẩn thận mới được. Tạm ổn đó. Đúng thứ mình cần luôn rồi. Này, chốt đơn dùng tờ với. Ngoài cửa hàng trông có to lắm đâu. Chắc chẳng ai thế nhỉ. Dù sao cũng êm ái phết. Phải săn deal thật hời mới được. Đây là món hàng nổi tiếng nhất của chúng tôi. Chờ đợi gì nữa, gọi ngay nào. Phải mua liền mới được. Sao bạn có thể bỏ lỡ món hời này chứ? Kem ngon ghê á. Hãy bừng sáng cuộc sống bằng chiếc đèn xinh đẹp này nào. Chị này bán hàng có duyên ghê. Sắp hết hàng rồi đây, đừng sống trong bóng tối nha. Gọi nào. Xem TV là mình đói quá. Và thế là hết, lần sau lại mua nha. Thật luôn hả? Nhưng mình thích đèn đó. Wow, mình ăn nhiều kem thật. Hay là dùng luôn đống que này nhỉ. Mình sẽ bắt đầu bằng cách dán que kem vào hai miếng gỗ. Làm tương tự với những que kem và thanh gỗ khác nhé. Wow, nhìn tuyệt thật sự. Mình sẽ luồn bóng đèn vào cái đế. Đèn thì độc và mình còn có kem để ăn nữa. Bá cháy luôn. Nhìn xinh chứ kìa. Không được, xấu quá. Được thực sự. Đây nữa. Mua sắm online đơn giản ghê. Hàng tới rồi. Bật đèn thôi bà con. Ui, mất tôi. Ổn áp đó. Hình như mình mua hơi nhiều đèn rồi. Nhưng đeo kính râm trong nhà thì có sao đâu. Chào gái, cậu đi mua thảm đó hả? Tớ đi xem xung quanh đây. Mình không còn nhiều tiền lắm, phải động não thôi. Vừa đủ tiền luôn nè, thế cũng ổn đó nha. Giúp tớ với, tớ bị trói mất rồi. Nhiều thảm để chọn quá đi. Úi là trời, màu trendy quá kìa. Và mềm mại nữa, chốt đơn thôi. Tuyệt. Đứng yên nào, để tớ kéo phát. Chóng mặt quá đi mất. Sao mà dài thế này chứ. Mình đi gặp chị Huệ đây. Cảm thấy mệt mỏi ghê. Xem tớ làm này gái. Đưa đây tớ, xin nhá. Để thảm ở đây nè. Thấy căn phòng kết nối hơn rồi đấy. Giờ mới là nhà chứ. Đây là món cuối cùng của màn sửa sang này. Sẽ nhìn siêu đỉnh bên cạnh những thứ khác cho xem. Đừng quên lấy cái này ra nha. Giữ bụi phát nè. Hôm nay trời đẹp ghê. Nắng vàng rực rỡ luôn. Hả? Thảm của mình đâu rồi? Cho ta mượn tí nha. Cảm ơn. Ủa, của tôi mà. Trả lại đây. Hay thật, nghiệp cuộn hay gì vậy. Nhưng cũng không để nỗi nào. Dùng cái này đi. Lấy dao để cắt dọc theo ống nè.
rồi cắt nhỏ ra nhé. Màu đỏ chứng tỏ đẹp gái nè. Xong xuôi. Mình nên kiếm tiền bằng trò này nhỉ? Cảm thấy thích quá đi. Mình mê căn phòng này quá, đúng như mình tưởng tượng luôn. Căn phòng lý tưởng của bạn sẽ như thế nào? Hãy cho tụi tớ biết trong phần bình luận nha. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè cũng như đăng ký kênh để xem thêm những video hài xỉu như vậy nhé.